Đây, chúng ta sẽ khám phá xem là phòng này là phòng nào. Wow, ăn chơi là phải có phòng này. Trần sao này. Đấy, đây lại có cả một cái mic để đứng biểu diễn. Wow. Và một điểm đặc biệt nữa là toàn bộ căn penthouse này không dùng để ở. Không dùng để ở. Chỉ dùng để tiếp đón bạn bè. Và các bạn thấy gần như toàn bộ cái không gian ở trên này chỉ là cái phòng để dành cho khách nghỉ lại sau những cái bữa tiệc tùng. Các bạn hãy nhìn cái trong tủ này, toàn bộ thì là khăn tắm, còn lại là trống trơn hết. Theo trí nhớ của tôi thì phần bên này sẽ là cái phần mà có một cái view ra phía bên ngoài thành phố mà anh kiến trúc sư đã phải bịt lại để theo cái sở thích, cái nhu cầu của chủ nhà. Đấy là muốn cái phòng ngủ của mình nó thực sự là riêng tư và kín đáo. Thậm chí là anh ấy còn muốn là không có cả cái khoảng này nữa cơ. Nhưng mà cuối cùng kiến trúc sư cũng đã kiên quyết là đấu tranh và để giữ lại được một cái khoảng thông, một cái khoảng sáng như thế này cho phòng ngủ. Thậm chí không hề có một cái nhu cầu để sử dụng đến, nhưng vẫn đầu tư rất là chỉn chu và đầy đủ. Thôi lần sau vào Sài Gòn công tác thì xin anh cho một phòng để nghỉ nhờ, đỡ phải đi khách sạn. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nhà To. Nhìn những khung cảnh ngày hôm nay thì liệu quý vị có đoán được Hoàng Đức đang đứng ở đâu không ạ? Tôi đang có mặt tại tầng cao nhất của một tòa nhà khá là nổi tiếng nằm ngay tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Và ở đây hôm nay sẽ dẫn quý vị và các bạn đi tham quan một công trình của một vị khán giả Nhà To. Và điều đặc biệt là vị khán giả này đã có một cái lời mời tới Hoàng Đức và ekip Nhà To tới để tham quan căn penthouse của mình. Và thực sự là tôi cũng hết sức ngỡ ngàng khi mà có mặt ở đây, bởi vì cái vị trí của căn penthouse này nó quá là đẹp các bạn ạ. Và ở đây tôi đang đứng ở trong cái không gian này, là một cái không gian sinh hoạt chung ngoài trời. Và các bạn thấy đấy, ở đây là cái khu vực mà có thể ngồi cùng với bạn bè uống rượu, uống trà, nhâm nhi, cùng ngắm hoàng hôn. Và đặc biệt ở đây bây giờ mới có khoảng 3 giờ chiều thôi, nhưng mà gió đã cực kỳ mát rồi. Và cái khu vực này thì theo như chia sẻ của anh gia chủ thì toàn bộ cái khu vực này ngày trước là một cái bể bơi. Tuy nhiên thì sau đấy anh ấy không sử dụng tới cái bể bơi. Và khi mà anh ấy xem được một vài các cái số ở trên Nhà To, những cái căn biệt thự ở Mỹ, người ta làm những cái khu vực ở ngoài như thế này. Ở Mỹ thì thường đây sẽ là những cái lò sưởi, đấy, những cái khu vực để cùng bạn bè trò chuyện. Thì anh ấy đã quyết định là sẽ làm một cái khu vực giống như thế ở tại nhà mình. Rất là thú vị đúng không ạ? Còn bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng với Hoàng Đức, chúng ta sẽ vào bên trong để khám phá căn penthouse này nhé. Xin mời các bạn. Mời các bạn, chúng ta sẽ cùng khám phá phía bên trong của căn penthouse này nhé. Theo như những thông tin mà tôi biết thì toàn bộ căn penthouse này có tổng diện tích lên tới hơn 600m2. Và cái khoảng không gian ở tầng 1 thì nó đâu đó vào khoảng tầm 400m2. Và một điểm đặc biệt nữa là toàn bộ căn penthouse này không dùng để ở. Không dùng để ở. Các bạn nghe không nhầm đâu, không dùng để ở. Vâng. Căn penthouse này được gia chủ sửa sang và xây dựng nhằm mục đích tiếp đón bạn bè và thay đổi cái không gian. Thi thoảng thì về đây ngủ một hai giấc, sau đấy lại về một căn nhà khác của mình. Thực sự đây là một cái điểm hết sức thú vị mà chắc hẳn rằng là các bạn sẽ chỉ nghe thấy ở trên Nhà To thôi, đúng không ạ? Những gia chủ thuộc tầng lớp có thể gọi là siêu giàu thì họ luôn có những cái bất động sản ở những vị trí vàng như thế này. Tuy nhiên thì cái nhu cầu sử dụng thì lại không quá nhiều,
Chính vì thế nên là các bạn có thể thấy là đây là cái không gian phòng khách này, phòng ăn, ở phía sau kia nữa là phòng bếp. Và ở đây, đây là cái không gian sảnh chính khi mà chúng ta đi ra từ lối hành lang của căn nhà này thì sẽ bước vào cửa chính ở đây. Đấy, tủ giày. Đấy, thì toàn bộ cái không gian ở đây các bạn thấy là gia chủ sẽ tập trung nhiều vào cái công năng sử dụng và có vẻ như là việc mở rộng được không gian một cách tối đa nhiều hơn. À đây rồi. Hello, chào em. Anh chào anh, anh chào anh Đức. Giới thiệu với quý vị khán giả nhà to, đây là bạn Quyết, là giám đốc của Nhà Đẹp Việt, là công ty mà đã tư vấn này rồi làm lại hết những cái không gian cho gia chủ, đúng không? Đúng rồi. Đấy, thì hôm nay thì vị khán giả nhà to, anh chủ nhà thì cũng có nhờ Quyết là giới thiệu một chút về cái không gian, đại diện thay mặt anh ấy, vì anh ấy cũng ngại lên sóng. Thì nay cũng rất là vui là gặp Quyết ở đây, thì cũng nhờ Quyết chia sẻ một chút là như anh có biết là cái không gian này thì gần như là gia chủ không có dùng để ở, đúng không anh? Dạ đúng rồi, nhu cầu của anh thì anh không có trực tiếp ở tại căn nhà này. Và cái mục đích của căn nhà này làm là chỉ để tiếp đón bạn bè đến chơi. Dạ đúng rồi. Về cái phần không gian thì nó cũng chỉ là cơ bản, và sẽ có những cái khoảng không gian trống là để khi mà có tiệc thì còn sẽ trải thêm nhiều bàn. Có nghĩa là đây là một cái yêu cầu từ phía gia chủ ấy. Dạ đúng rồi. Đấy, bảo sao mà anh mình thấy là toàn bộ cái không gian này đang để trống quá. Dạ, đúng rồi. Với cả là tại sao cái phần ở đây thì mình có nhìn thấy là những cái phật đá lát ở dưới nền nhà này. Dạ. Cảm giác nó hơi cũ, giống như là nó không có được thay đổi hay sao. Cái đá ở ngoài, gạch ngoài kia hình như là mới hơn. Dạ đúng rồi. Thì cái này là yêu cầu của anh chủ nhà. Là anh muốn giữ lại cái phần sàn này. Nhưng vì sao lại phải giữ nhỉ? Cái lý do là anh sợ ảnh hưởng đến nhà ở bên dưới. Khi tại vì nhà ở bên dưới á, khi mà đục cái sàn này thì nó sẽ ảnh hưởng. Nên là quyết định cái là quyết định nguyên toàn bộ. Dạ đúng rồi. Thực sự là đây là cũng là một cái mà cũng nhiều chủ nhà chúng ta cũng phải học hỏi. Nên là đôi khi là để tránh làm ảnh hưởng đến hàng xóm. Dạ đúng rồi. Thế còn ở đây, tại sao khi mà muốn mở rộng không gian mà ở đây mình lại không cho thông luôn với phòng khách nhỉ? Thì về cái phần này thì cái cột ở giữa nhà này á, thì nó là cái cột bê tông của tòa nhà. Nó là cột chịu lực. Cột kỹ thuật. Dạ đúng rồi. Thì trước khi bên em làm cái ra cái cột như thế này thì nó là một cột bê tông ở giữa nhà. Và nó cái không gian nó sẽ nhỏ hơn nữa. Thế là đây là mình đã sử dụng kính để mình tạo đúng một rồi. Cái hiệu ứng cho nó. Dạ đúng rồi. Không gian nó em ốp kính bốn mặt. Giúp tăng cái phản chiếu không gian nó sẽ rộng hơn. Thế thì mình nghĩ là đây cũng là một cái đề bài khá là khó cho Quyết. Tại là vì mình cũng không được xử lý mới hoàn toàn. Dạ, mà đúng ở rồi. Đây mình đang phải giống như là một cái bài toán cải tạo nhiều hơn. Dạ đúng rồi. Rất là cảm ơn Quyết. Thì hy vọng là sẽ có một cái dịp nào đấy được tham quan một cái công trình nào mà của Nhà Đẹp Việt, của phía bên Quyết thi công rồi hoàn thiện từ đầu, từ con số 0. Để giới thiệu được tới cho quý vị khán giả nhà to nhiều hơn. Dạ. Ok. Thế rồi, thì cảm ơn anh. Mình sẽ mời tiếp tục. Dạ đâu, mời anh tiếp tục các bạn. Ok. Dạ. Thế thì anh sẽ tiếp tục dẫn quý vị khán giả nhà to tham quan tiếp. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Đây, xin mời các bạn, chúng ta còn có một cái hướng bên này nữa. Ở đây là các bạn thấy chúng ta có một cái không gian bếp, nhưng mà có thêm một cái ban công ở phía ngoài kia, nhìn ra thẳng trung tâm của quận nhất luôn, rất đẹp. Và tôi đoán rằng là cái khu vực bếp này thì dành cho người giúp việc nhiều hơn. Và những cái đồ đạc ở đây chắc là sắp xếp theo cái nhu cầu sử dụng một cái không gian bếp đầy đủ về công năng thôi. Nếu mà là tôi được sở hữu một cái khoảng không gian ban công giống như thế này thì chắc chắn là tôi sẽ làm được nhiều trò hơn là như thế này. Đấy, là vì khi mà có cái view như thế này thì chúng ta không thể nào không tận dụng được, đúng không ạ? Đây, chúng ta sẽ khám phá xem là phòng này là phòng nào nào. Wow. Đây. Ăn chơi là phải có phòng này, đúng không các bạn? Chúng ta có một cái không gian phòng karaoke trần sao này. Đấy, đây lại có cả một cái mic để đứng biểu diễn. Wow. Và dàn âm thanh karaoke ở đây. Thì theo như chia sẻ
của gia chủ thì đây là cái không gian cùng với cái không gian ở phía bên ngoài trời, là hai cái nơi mà chủ nhà yêu thích và thường xuyên sử dụng nhất. Vào những cái buổi mà tiếp đón bạn bè, chiêu đãi khách thì đây sẽ là cái không gian mà xả stress, giải trí, ca hát, vui chơi. Thực sự vào đây thì cái chất lượng âm thanh nó cũng đã không còn có bị vang giống như ở khu vực phía bên ngoài nữa. Và đây là một cái phòng karaoke mà tôi nghĩ là cũng được đầu tư về cái mặt vật liệu để cách âm, rồi đầu tư về các trang thiết bị nội thất khá là chỉn chu. Chúng ta sẽ tiếp tục đi khám phá những không gian tiếp theo nhé các bạn nhé. Đây, như vậy là chúng ta đã khám phá hết cái không gian ở tầng 1 rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ đi lên khu vực phía trên tầng 2 để khám phá thêm. Và như đã giới thiệu thì toàn bộ cái không gian ở tầng 2 thì do là không ở đến nên là không gian tầng 2 chủ yếu là để dành cho khách. Một căn nhà rất là đặc biệt. Xin mời các bạn. Đây, chúng ta đang có mặt ở không gian tầng 2. Và ở đây thì như các bạn thấy là được bố trí một cái sảnh, một cái sảnh không gian phòng khách chung, và vẫn theo cái ngôn ngữ thiết kế giống như là ở dưới tầng 1. Tuy nhiên thì ở đây là chúng ta có một cái ban công này, được trồng cây xanh. Hơi tiếc một tí là ở đây thì chúng ta lại không có được cái tầm view, không có được cái view ra thành phố. Có lẽ là bởi cái thiết kế tổng thể của cái tòa nhà này. Ở đây thì tầng 2 này thì cái không gian nó sẽ bé hơn tầng 1 một chút, tầm 200m2. Và tôi thấy được bố trí ở đây là có tới 3 cái phòng ngủ khác nhau. Đây, xin mời các bạn, chúng ta sẽ vào khám phá nhé. Wow, đây là không gian phòng ngủ, không biết đã là master hay chưa. Tôi xem nào. Ồ, đây cũng là một cái sự đáng tiếc. Bởi vì là toàn bộ ở đây đã không có cái tầm view nữa rồi. Tuy nhiên thì cũng giống như là anh Quyết kiến trúc sư đã chia sẻ với chúng ta khi ở dưới, là toàn bộ cái căn penthouse này thì gia chủ lại không sử dụng mấy, chỉ dùng để tiếp đón bạn bè. Và các bạn thấy gần như toàn bộ cái không gian ở trên này chỉ là cái phòng để dành cho khách nghỉ lại sau những cái bữa tiệc tùng. Và ở đây thì thiết kế cũng theo một cái phong cách hiện đại châu Âu. Đấy. Và đặc biệt là tôi thấy anh ấy đầu tư trang bị rất nhiều những cái chiếc tivi khổ lớn giống như thế này. Nói chung về trang thiết bị thì gần như là đầy đủ hết, không thiếu một cái gì. Đây này, các bạn hãy nhìn phía trong tủ này, toàn bộ thì là khăn tắm rồi, không có còn lại là trống trơn hết. Đấy. Và đây chúng ta có trong này là phòng vệ sinh. Đây, chúng ta sẽ sang tiếp những cái không gian khác. Cái điểm thú vị có lẽ là ở đây có một cái lối để thông thẳng ra ngoài cái ban công phía ngoài này. Và chúng ta từ đây thì cũng có thể nhìn thấy sang phòng bên kia. Đấy, và có hệ thống rèm để kéo xuống khi mà không muốn bị làm phiền. Đây, chúng ta sẽ sang thử cái phòng ngủ bên này. Wow, đây mới là phòng ngủ master các bạn ạ. Đây. Wow, không biết là các bạn cảm thấy như thế nào. Ở đây chúng ta có cái view này, nhưng mà theo trí nhớ của tôi thì phần bên này sẽ là cái phần mà có một cái view ra phía bên ngoài thành phố. Và như kiến trúc sư chia sẻ thì cái này anh kiến trúc sư đã phải bịt lại để theo cái sở thích, cái nhu cầu của chủ nhà. Đấy là muốn cái phòng ngủ của mình nó thực sự là riêng tư và kín đáo. Thậm chí là gia chủ anh ấy còn muốn là không có cả cái khoảng này nữa cơ.
Nhưng mà cuối cùng kiến trúc sư cũng đã kiên quyết là đấu tranh và để giữ lại được một cái khoảng thông, một cái khoảng sáng như thế này cho phòng ngủ. Tôi nghĩ ở đây là một cái nỗ lực quyết định đúng đắn của kiến trúc sư. Đấy là vì khi mà vào trong một cái phòng ngủ mà chúng ta không có một cái không gian thoáng khí, một cái khoảng nhìn ra ngoài trời, thì thực sự là đối với cá nhân tôi là nó sẽ hơi bị bí bách, khó chịu một chút. Tôi nghĩ cũng có thể là do sở thích cá nhân của từng người thôi. Đấy. Ở đây thì ngoài một cái chiếc TV 85 inch để xem nhà to phiên bản 4K rõ nét rồi, thì phía dưới còn có một cái lò sưởi chạy bằng điện, chắc là tô điểm thêm cho ấm cúng thôi. Chúng ta sẽ đi sang bên này nữa. Đây, ở đây thì là khu vực bàn trang điểm, nhưng tôi đoán là cái khu vực này thì cũng chỉ gọi là làm để cho đầy đủ thôi. Và đây là cái phòng thay đồ. Các bạn hãy nhìn này, các ngăn tủ này gần như là trống trơn, chỉ có một vài những chiếc áo sơ mi hay là chiếc áo vest để cho gia chủ gọi là những cái tình huống cấp bách thì có thể sử dụng. Đấy, và nhìn như này là các bạn biết là toàn bộ không gian này gần như rất rất ít khi được sử dụng đến. Đây, trong này là không gian phòng vệ sinh, phòng tắm. Và ở đây thì các bạn thấy này, vẫn đang để tất cả những cái hệ thùng xốp chứa tivi. Còn đây, toàn bộ ở đây là theo như gia chủ chia sẻ là toàn bộ trong này vẫn giữ nguyên giống như là cái thiết kế cũ của căn penthouse này. Đấy, toàn bộ hệ thống sen vòi, hệ thống bồn tắm giữ nguyên, kể cả gạch lát, giấy sàn. Đây, ở đây chúng ta có một cái phòng tắm riêng và khu vực toilet riêng. Ở đây, mời anh quay phim hãy ra đây để quay cho quý vị khán giả nhìn thấy rõ hơn này. Đây, ở đây thì khi mà nhìn dưới cái góc độ này thì chúng ta sẽ hiểu được rõ hơn cái bài toán mà kiến trúc sư các bạn ấy phải giải quyết. Đây là cái sàn gạch cũ, cái sàn gạch nguyên bản. Đấy, và ở đây khu vực bên trong thì là các bạn ấy đã cải tạo lên thẳng phía trên nền của sàn gạch này. Nghĩa là theo đúng cái đề bài của chủ nhà là không muốn tháo dỡ hay làm tác động gì liên quan đến cái nền nhà để tránh làm ảnh hưởng tới cái gia đình của chủ hộ ở ngay phía bên dưới. Thì đúng là mỗi một gia chủ thì sẽ có một cái yêu cầu riêng tùy theo cái nhu cầu và thậm chí là cái tính chất của từng ngôi nhà. Thế nên là ở đây thì mỗi một ngôi nhà như này thì chúng ta sẽ cảm nhận được những cái điểm khác biệt, riêng biệt. Đấy, như vậy là chúng ta đã đi tham quan qua cái phòng ngủ master này và một cái phòng ngủ dành cho khách bên này. Bên này thì có một phòng ngủ nữa dành cho khách và một phòng là gần như là để làm kho các bạn ạ. Đấy, đây là một cái phòng ngủ nữa dành cho khách khi mà tới chơi. Và các bạn cũng thấy là anh gia chủ anh rất là chăm chút, rất là quan tâm tới giấc ngủ của những người bạn của mình, đúng không ạ? Khi mà những cái phòng này anh ấy thậm chí không hề có một cái nhu cầu để sử dụng đến nhưng vẫn đầu tư rất là chỉn chu và đầy đủ. Đấy, và nhìn cái tủ thì trống không như thế này. Một lát nữa khi mà gặp lại anh gia chủ thì chắc là tôi cũng sẽ ngỏ lời là thôi lần sau vào Sài Gòn công tác thì xin anh cho một phòng để nghỉ nhờ, đỡ phải đi khách sạn.
Như vậy là Hoàng Đức đã giới thiệu tới cho quý vị khán giả về một cái không gian hơn 600m² giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh của một quý vị khán giả của nhà to. À, đặc biệt là cũng khá là ấn tượng với những gì mà nhà đẹp Việt cũng như là Quyết đã chỉnh trang rồi đã cải tạo cho ra một cái không gian như thế này. Không biết là gia chủ sau khi mà nhận được cái kết quả như thế này thì anh ấy cảm thấy như thế nào? Cảm nhận của anh chủ nhà thì anh ấy khá là hài lòng với căn nhà, vì đúng với cái mục đích, cái nhu cầu của anh ấy. Cái nhu cầu sử dụng. Đúng rồi. Thì nói thêm một chút, thực tế thì nhà to cũng đã tham quan rồi cũng đã làm việc với khá nhiều các cái bên công ty làm về nội thất hay thiết kế. Nhưng mà đây cũng là một cái lần đầu tiên mà được ghé thăm một cái công trình do phía bên Quyết, do nhà đẹp Việt thi công. Thì không biết là cái phân khúc khách hàng cũng mà bên em hướng tới cũng như là cái thị trường mà bên em hướng tới thì nó như thế nào? Dạ, thì cái phân khúc khách hàng mà bên em đang hướng tới thì là phân khúc trung và cao cấp. Thì bên nhà đẹp Việt thì vẫn cố gắng cải thiện cái chất lượng của sản phẩm thiết kế và sản phẩm thi công thực tế để cố gắng đưa cái phân khúc của mình lên phân khúc cao cấp hơn nữa. Thì tính đến bây giờ thì là bên em đã làm được ở trong cái ngành này là bao lâu? Công ty nhà đẹp Việt thì được thành lập từ năm 2016, thì hoạt động chủ yếu ở thành phố Hồ Chí Minh. Và hiện tại thì cũng có khá nhiều công trình, theo em nghĩ thì nó cũng có những cái điểm thú vị. Thì hy vọng trong thời gian sắp tới sẽ được làm việc với anh Đức và nhà to trong thời gian sớm nhất. Rồi, thế thì rất là cảm ơn Quyết và cũng rất là hy vọng là sắp tới thì sẽ được ghé thăm thêm nhiều những cái công trình khác nữa. Mà thực sự là anh muốn xem một cái công trình nào mà nhà đẹp Việt gọi là có đủ cái điều kiện để thể hiện hết được cái khả năng nhiều hơn cả công trình này nữa. Đấy, là vì chắc là như công trình này thì cũng sẽ chưa thể bộc lộ được hết cái khả năng của mình vì có những cái giới hạn. Bị đặt ra, đúng không? Dạ đúng rồi. Đấy, thì rất là hy vọng sẽ sớm được tham quan một công trình của nhà đẹp Việt trong tương lai nữa. Cảm ơn Quyết và cũng rất là cảm ơn quý vị khán giả nhà to, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và các bạn cũng nhớ đừng quên comment góp ý những cái đóng góp của các bạn xuống phía dưới cũng như đừng quên like, subscribe cho kênh YouTube nhà to nhé. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo. Xin chào.